chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta qua chuyên đề mới là số phức. Thì trong tiết đầu tiên này, thầy sẽ giới thiệu các em về lý thuyết về số phức và các phép toán quan trọng về số phức. Đầu tiên ta có định nghĩa số phức như sau. Là số phức có dạng z bằng a cộng với b nhân với y với điều kiện là a b thuộc r. Thì cái số a này thì gọi là phần thực, cái số b tức là hệ số đứng trước chữ y thì gọi là phần ảo, phần ảo. Và cái chữ y này ta gọi là đơn vị ảo. Đơn vị ảo có đặc điểm là y bình phương bằng trừ 1. Thực ra thì nói đến sự ra đời của số phức nó rất là dài, thì thầy không nhắc tới trong cái tiết này. Ở đây thầy nhắc lại những cái quan trọng về số phức thôi. Còn em là có nhu cầu và tìm hiểu thì email thầy để gửi tài liệu cho các em. Chứ thầy nói nữa thì nó tự nhiên nó vô duyên vì nó không đi vào trọng tâm của bài hôm nay. Rồi bây giờ tiếp theo là có một cái lưu ý như thế này. Nếu mà số a bằng 0 trong số phức thì nếu a bằng 0 và nếu a khác 0 thì b bằng 0 thì số phức z này nó trở số phức nó trở thành là z bằng a, thì gọi số này là số thực. Cái phần ảo nó mất đi rồi thì gọi là số này số thực. Nếu mà a bằng 0 và b khác 0 thì số phức z nó trở thành là bi, thì số này gọi là số thuần ảo. Cái tên gọi kèm nhớ. Còn nếu mà a bằng 0 và b bằng 0 thì cái số z bằng 0 này thì gọi nó vừa là số thực, vừa là số thực, vừa là số ảo. Đó, ta lưu ý những cái chú ý này. Bây giờ là qua phần số 2 đáp án, là biểu diễn hình học số phức. Biểu diễn hình học của số phức. Ta ghi như thế này là số phức z bằng a cộng bi, z bằng a cộng với bi được biểu diễn bằng điểm m tọa độ là ab, hay là như thế này, hay vector u tọa độ là ab trong mặt phẳng, trong mặt phẳng oxy. Đây thì thầy nhắc lại cách biểu diễn một vector có tọa độ là ab. Ví dụ đây là mặt phẳng oxy, một vector u có tọa độ là AB ta biểu diễn như thế nào? Đầu tiên ta tìm điểm có hoành độ là A, tung độ là B. Đây, đây là điểm M có tọa độ là AB. Còn vector AB đó, ta nối điểm O với điểm M lại thì ta được cái vector u này là vector AB. Vector này ta biểu diễn số phức z bằng a cộng b. Vì vậy trong mặt phẳng OXY này thì còn gọi là mặt phẳng phức. Mặt phẳng là biểu diễn số phức thì gọi là mặt phẳng phức. Và trục hoành là biểu diễn phần thực thì gọi là trục thực. Trục tung biểu diễn phần ảo gọi là trục ảo. Và từ nay thì đây các em lưu ý, số phức bản chất nó là một cái vector. Vì nó là một vector nên ta lưu ý tên gọi của nó. Ta có cái công, ta có cái tên gọi như này, module. Module hay là độ dài số phức z. Module số phức z ký hiệu là số z nằm trong dấu trị đối,
nó bằng căn bậc 2a bình phương cộng b bình phương. Và từ nay trở đi khi gặp số phức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối thì ta đã gọi nó là mô đun số phức hay là độ dài số phức, chứ ta không không được nói là trị tuyệt đối số phức. Trong phép toán số phức không có trị tuyệt đối. Rồi bây giờ là qua phần số 2 la mã, số 3 la mã. Đây là phần 2. Ta qua phần 3 la mã là các phép toán về số phức. Để cho số phức z bằng a cộng với bi và số phức z phẩy bằng a phẩy cộng với b phẩy nhân với y, ta có tính chất thứ nhất như sau: nếu số phức z bằng số phức z phẩy tương đương, hai số phức bằng nhau tương đương thực bằng thực, ảo bằng ảo, có nghĩa là a bằng a phẩy và b bằng b phẩy. Công thức số 2, ta lấy số phức z cộng với số phức z phẩy, kết quả là thực cộng với phần thực là a cộng với a phẩy, ảo cộng với ảo, ảo cộng với ảo đều có nhân tử chung là y, thành ra ta đưa y ra ngoài nhân tử chung, bên trong là b cộng với b phẩy. Tương tự nếu dấu trừ cũng giống như vậy, ta lấy phần thực cộng với phần thực, ảo cộng với phần ảo. Ta lưu ý một số cái tên gọi như thế này: số phức đối nhé, số phức đối của cái số phức z là cái số phức trừ z. Trừ z thì bằng trừ a trừ b, giống như trong ký hiệu về số thực. Số đối của số 3 là số trừ 3. Rồi ta nhớ một tên gọi tiếp theo này là số phức liên hợp. Số phức liên hợp của số phức z là z ngang, khi hiệu ngang trên đầu bằng a trừ đi b đi. Thành ví dụ như thế này: số phức z bằng 2 cộng với 3 y đi, thì ta suy ra z phẩy bằng, ta suy ra z ngang là liên hợp của nó là bằng 2 trừ đi 3 y. Các hiểu chưa? Ta đổi dấu cái phần ảo. Ví dụ như là z bằng 3 trừ đi 4 y, thì ta suy ra z ngang bằng 3 cộng với 4 y. Đó, các hiểu chưa? Rồi tiếp theo thầy nói về cái phép toán phép nhân hai số phức nhé. Phép nhân hai số phức, chúng ta lấy z nhân với z phẩy bằng, thì ta cứ làm bình thường, lấy a cộng với b y nhân với a phẩy cộng với b phẩy y. Làm tiếp như thế nào thì các em cứ nhân phân phối là xong. Thầy không có ghi nữa bởi vì ghi nó cũng không có gì hay cả. Để thầy cho ví dụ đi em. Thì ví dụ này, để lấy số phức là 2 cộng với 3 y nhân với ví dụ như là 4 đi trừ y rồi. Các em nhìn thấy chưa? Bây giờ ta nhân là phân phối, ta phá mà. Ta được cái này là 8. 2 nhân với trừ y là trừ 2y. 3y nhân 4 là cộng với 12y. 3y nhân với trừ y là trừ 3y bình phương. Các em hiểu chưa? Bây giờ tới đây ta phải tách phần thực riêng và phần ảo riêng. Y bình phương là trừ 1 nhé. Trừ 1 nhân với trừ 3 là cộng 3. 8 cộng với 3 là số 11. Đây là phần thực là 11. Trừ 2y cộng với 12y là cộng với 10y. Đến đây là xong. Và lưu ý là khi em viết số phức, kết quả cuối cùng ta phải ghi phần thực trước phần ảo sau, không có ghi ngược lại. Và bây giờ thầy xóa góc này nha. Thầy xóa cái gì vì lý do hết chỗ.
rồi tiếp theo phép nguyên hay số thức rồi tiếp theo ta có cái phép phép tam thứ sáu là nghịch đảo số thức. Nghịch đảo số thức z là 1 trên z. 1 trên z thì bằng cái gì? Muốn muốn tìm nghịch đảo số thức ta làm như sau này các em này. Ta nhân tử và mẫu với z ngang. Đây là z nhân với z ngang. Ta nhân tử với z ngang. Như vậy bằng là z ngang chia cho z cộng với z ngang. Thầy ghi lại đi dấu nhân. Ví dụ nhé. Thì 1 phần 2 cộng với 3y. Phép toán này sẽ bằng cái gì? Ta nhân tử và mẫu với lượng liên hợp của mẫu. 2 cộng với 3y, lượng liên hợp của nó là 2 trừ 3y. Đây là 2 cộng với 3y. Liên hợp là 2 trừ 3y. Rồi, em hiểu chưa? Bây giờ ta mới ta xử lý cái mẫu số, chứ cái tử thì nó đẹp rồi. Ta để ý cái mẫu của em đó là hàng đẳng thức a cộng b, đây là a trừ b, tách ra là a bình phương trừ đi 3 bình phương y bình phương, em hiểu chưa? Đây là 2 trừ đi 3 y, y bình phương là trừ 1, như vậy đi dấu cộng, đây là 9, 9 cộng 4 là 13. Tới đây ta vẫn chưa xong. Các em không được ghi dạng này. Tới đây ta phải tách phần thực và phần ảo lên ra. Phần thực là 2 phần 13 trừ đi 3 phần 13 y. Ta không có ghi là 3 y chia 13. Ta để y riêng ra ngoài. Đây là cái quy ước trong phép toán về số phần. Phần ảo là cái số này. Rồi các em hiểu các nghịch đảo chưa? Như vậy muốn tìm nghịch đảo số phức thì ta chỉ việc nhân tử và mẫu với lượng liên hợp của mẫu. Và tới đây ta nhận xét rằng vậy thì z nhân với z ngang chính là độ dài của z. Rồi bây giờ ta qua phép toán số 7 là phép chia hai số phức. Muốn lấy z phải chia cho z thì làm như thế nào? Các em lấy tử và mẫu nhân với lượng liên hợp của mẫu. Tức là sao? Thì ví dụ như thế này. Đây là cái công thức các em nhớ này. Ta lấy số phức là 2 trừ y 3 y chia cho số phức là 4 cộng với y. Ta xem cái năng tính ta ra cái gì này. Trên tử số là 2 trừ 3 y để giữ nguyên. Mẫu số là 4 cộng y, ta nhân với lượng liên hợp là 4 trừ y. Mẫu số là 4 cộng y, lượng liên hợp là 4 trừ y. Rồi các em xem bằng này. Bây giờ ta nhân phân phối nhé, đây là 8 trừ 2y. Đây là trừ 3y nhân 4 là trừ đi 12y. Trừ nhân với trừ là dấu cộng. Cộng với 3y bình phương, các em hiểu chưa? Tại ta dưới mẫu là hàng đẳng thức là 4. 4 bình phương cộng ở trừ đi y bình phương đó. Đây xem phần thực này, đây là y bình là trừ 1, đây là trừ 3. Phần thực là số 5. Trừ 2 với trừ 12 là trừ 14y. Dưới mẫu là có là 4 bình phương trừ đi y bình phương bằng 4 bình phương là 16, y bình phương là 1, trừ 1 đây là 17. Như vậy thì ghi lại là 5 trừ đi 14y chia cho 17. Ta tách ra 5 phần thực riêng là 5 phần 17 ghi riêng này trừ đi 14 phần 17 ghi riêng. Đó.
Như vậy trong cái bài số phức đầu tiên các em nhớ thấy 7 phép toán quan trọng này. Thực ra thì thầy nghĩ nó cũng dễ đúng không? Muốn nhân hai số phức thì là cái nhân phối, nó vậy dễ. Muốn tìm nguyên tảng số phức ta nhân từ mỗi lượng liên hợp của mẫu. Còn là phép chia hai số phức cũng vậy, ta nhân từ và mỗi lượng liên hợp của mẫu. Bây giờ thật qua bài tập về áp dụng các phép toán về số phức. Các em ghi bài số 1. Đây ghi là tìm phần thực. Tìm phần thực và ảo của Z. Câu số 1 như sau. Z bằng 4 trừ bi y đóng mở mặt cộng với 2 cộng với 3 y trừ đi 5 cộng với y. Thì muốn thực hiện, muốn tìm phần thực và phần ảo số Z của số phức Z, em phải thực hiện phép toán này. Thôi để cho đơn giản, đầu tiên thầy cứ phá mặt ra. 5 trừ y cộng với 2 cộng với 3 y trừ 5 trừ y. Rồi tới đây tách phần thực phần ảo đi nó ra. Phần thực là 5 cộng với 2 là 7, 7 trừ 5 còn 2. Y trừ trừ y cộng 3 y là 2 y, 2 y trừ y là còn cộng 1 y. Như vậy thì xong rồi đúng không? Thì kết luận như sau. Phần thực là 2 phần ảo chấm phẩy cái phần ảo là số 1. Bài dễ đúng không? Thầy nằm sửa về đầu cho các em quen. Bài số 2. Z bằng là 3 trừ y tất cả bình phương trừ y 2 cộng y tất cả bình phương. Ở đây thì ta có nhiều hướng giải quyết. Đây là a bình trừ b bình. Ta có thể là dùng hàm thức a bình trừ b bình cũng được. Nhưng mà theo thầy thì thầy sẽ không làm như vậy. Ta phá ngoặc trực tiếp cho nó nhanh. Hàm thức đây là a trừ b tất cả bình phương. A bình phương trừ 2ab là trừ 6y. Em hiểu chưa? Rồi thầy ghi chậm lại, trừ mở ngoặc 4 cộng với 2y cộng với y bình phương. Bây giờ ta rút gọn này. 9 y bình thì trừ 1, 9 trừ 1 là 8, trừ đi 6y. Đây là y bình là trừ 1, 4 trừ 1 là 3. Đây là trừ 3, trừ 2y. Cuối cùng ta được đây là 5 trừ 8y. Em hiểu chưa? Từ đây là kết luận là phần thực. Phần thực là số 5, phần ảo là trừ 8. Rồi ta qua bài tiếp theo. Câu số 3. Z bằng 2 cộng với y căn 2 chia cho 1 trừ đi y căn 2 trừ đi 1 cộng với y căn 2 chia cho 2 trừ đi y căn 2. Các em xem số phức Z này. Dưới mẫu của em là 1 trừ đi y căn 2. Muốn chia hai số phức thì ta nhân tử và mẫu với lượng liên hợp của mẫu. 1 trừ y căn 2 nhân với lượng liên hợp là 1 cộng với y căn 2. Đây là 2 cộng với y căn 2. Ta nhân với lượng là 1 cộng với y căn 2. Rồi xong. Xong cái số phức đầu tiên. Bây giờ ta nói về số phức thứ hai. 2 trừ y căn 2 ta nhân với đây lượng liên hợp 1 cộng với y căn 2. 2 cộng với y căn 2. Tới đây bài toán này nó dễ. Em chỉ việc bình tĩnh. Ta nhân phân phối lại coi như sau. Đây là 1 bình phương.
cộng với căn 2 bình phương là 2 cộng với 2 thì thành tắc nhé, em có hiểu không? Còn không thì ghi được từ lại thế này, 1 trừ đi 2 nhân với y bình phương rồi như vậy. Là nhân phối đây là 2 cộng với 2 căn 2 cộng với y căn 2 cộng với y bình phương, căn 2 bình phương là 2 cộng với 2 y bình phương là thì ghi chậm như vậy. Trừ đây là 2 bình phương trừ đi căn 2 bình phương là 2 y bình phương, căn nhân phân phối ở đây là 2 cộng với y căn 2 cộng với 2 căn 2 y cộng với 2 y bình phương. Vậy các em xem là y bình phương là trừ 1 với 2 ví dụ đây mất. Như vậy đây là 3 căn 2. À đây là 2 căn 2 cộng với y căn 2. Y bình phương là trừ 1 với dưới mẫu đây là số 3 các em. Rồi ta thực hiện tất toán chỗ này. 2 bình phương là 4. 4 cộng với 2 chỗ này đây là 6. Hạ y bình phương là trừ 1. Đây là chỗ này, số này, số này mất. Đây là 3 y. 3 căn 2 y. Rồi các em hiểu chưa? Bây giờ ta rút gọn số phức này đi. Ta quy đầu mũ 6 xem nó có gọn hay không nhé. Đây là mũ 6, đây là 4. 4 căn 2 cộng với 2 căn 2y trừ đi 3 căn 2y. Như vậy nó là 4 căn 2 trừ đi căn 2y chia cho 6. Ta tách ra nó còn là 2 căn 2 chia cho 3 trừ đi căn 2 chia 6y. Ta kết luận như sau này. Vậy là phần thực. Phần thực là 2 căn 2 chia 3. Rồi phần ảo trừ căn 2 chia 6. Bài này thực ra chỉ hơi dài cho người ta nhìn lại. Bản chất là phép toán chia hai số phức. Nó hơi rắc rối là ta để cái căn, thành ra nhiều em chưa quen hơi rắc rối một chút. Bây giờ ta qua bài số 1. Bài số 1 là tìm phần thực. Câu số 1 như sau. Z bằng 4 trừ đi y cộng với 2 cộng với 3y trừ đi 5 cộng với y. Khi để giải quyết câu này, ở đây thầy làm từ từ đi. Thầy phá ngoặc nó ra. Trước ngoặc thì dấu cộng thì giữ nguyên. Trước cộng giữ nguyên. Còn trước đây dấu trừ ta đổi dấu trừ 5 trừ đi. Bây giờ các em xem phần thực này, 4 cộng với 2 là 6. 6 trừ 5 là 1. Trừ y với trừ y là trừ 2y, trừ 2 cộng 3 là cộng với y. Rồi, từ đây là kết luận là phần thực. Phần thực là số 1 và phần ảo đó cũng là số 1. Để ta qua bài số 2 là z bằng 3 trừ đi y tất cả bình phương cỡ trừ đi 2 cộng với y tất cả bình phương. Thì ở đây đó nó là dạng hằng thức a bình trừ b bình, ta có thể dùng hằng thức đó cũng được, nhưng mà thôi vì bài này dễ quá thì phá trực tiếp cái biểu thức này. Đây là 9 trừ đi 6y cộng với y bình phương, đây là làm được từ, đây là 4 cộng với 2y trừ cộng với y bình phương. Bây giờ ta coi này,
Y bình phương là trừ 1, đây là 8, trừ 6 y. Y bình phương là trừ 1, đây là 3, trừ 3, trừ đi 2 y. Cuối cùng ta còn là 5, trừ đi 8 y. Ở đây ta có là phần thực. Phần thực là số 5 và phần ảo là số trừ 8, là cái hệ số đứng trước các em. Đây ta qua câu số 3. Z bằng 2 cộng với y căn 2 chia 1 trừ đi y căn 2 trừ đi 1 cộng với y căn 2 chia cho 2 trừ đi y căn 2. Rồi các em ta xem câu này. Thực ra câu này dễ, đây chỉ là những cái phép toán là chia hai số phức bình thường đúng không? Số phức đầu tiên là mẫu số 1 trừ y căn 2, ta nhân tử mẫu với 1 cộng với y căn 2. 2 cộng y căn 2 ta nhân với 1 cộng với y căn 2. Số phức tiếp theo, mẫu là 2 trừ y căn 2 y, ta ghi lại là nhân với lượng y hợp là 2 cộng với căn 2 nhân với y. 1 cộng với y căn 2, 2 cộng với căn 2 nhân với y. Rồi các em xem này. Số phức đầu tiên ta nhân phân phối trên tử, đây là 2 cộng với 2 căn 2 nhân với y, rồi cộng với y căn 2, cộng với căn 2 nhân với căn 2 là 2 y bình phương. Ở dưới mẫu là 1 cộng với 2. Thì nháp chỗ này thì nó dễ quá, 1 bình phương trừ đi y căn 2, tất cả bình phương là căn 2 y bình phương là số 2. Ta nhân phân phối đây là 2 cộng với căn 2 y cộng với 2 căn 2 y cộng với căn 2 nhân với căn 2 là 2 y bình phương. Ở dưới mẫu đây là 4 trừ cộng với 2, a bình cộng với b bình. Ta xem này, y bình phương là trừ 1, đây là 2 trừ 2 mất, đây là 3 căn 2 y. 3 căn 2 y chia cho số 3 trừ đi, y bình phương vẫn là trừ 1, ta đơn giản như vậy, đây là 3 căn 2 y. 3 căn 2 y chia cho 6, cuối cùng ta được cái gì? Ta đơn giản đi là căn 2y trừ đi căn 2 chia 2y, kết quả bằng như vậy. Cái số phức này, cái phần thực bị mất, thì kết luận như sau là phần thực là 0, còn phần ảo là căn 2 chia 2. Ta qua câu số 4. Z bằng 1 cộng với y lý thừa 2013 cộng với 1 chia cho 2 y. Trước này là y mũ 2013 trừ đi 1 chia cho y mũ 2013, tất cả lý thừa 2. Rồi bây giờ các em xem bài này. Đầu tiên ta xử lý từng biểu thức một. Tới đây các em đừng có dài mà ghi số bằng ra thì nó căng lắm. Ở đây thầy sẽ xử lý từng cái biểu thức khó, xử lý từng cái rồi thì gắn được cái bài toán này. Đầu tiên này, xử lý 1 cộng với y lũy thừa 2013. Các em lưu ý rằng là 1 cộng với y lũy thừa 2 nó là số đẹp đấy. Như vậy một lũy thừa 2013 ta tách bằng lũy thừa 2 tất cả
đây là 12, đây là 1006 nhân với 1 cộng với y, được các hiểu chưa? Đây là 2012, đây là 1 2013. Để các em ta xem này, 1 cộng với y bình phương là 1 bình phương cộng với 2y cộng với y bình phương với 1006 nhân với 1, à thì thiếu chữ y chỗ này, cộng với y bình phương là trừ 1 với 1 là mất, còn lại là 2y. 2y mũ 1006 thì bằng 2 mũ 1006 nhân với y mũ 1006 nhân với đây là 1 cộng với y. Rồi tiếp tục này, 2 mũ 1006 thì giữ nguyên, y mũ 1006 thì bằng y bình phương lũy thừa 106 chia 2 bằng 503 các em. Đây là 1 cộng với y. Y bình phương đây là trừ 1, trừ 1 mũ lẻ là dấu trừ. Như vậy ta được là trừ 2 mũ 1006 nhân với 1 cộng với y. Thôi ta phá mọc luôn, để thì cũng chưa có tác dụng gì hết. Trừ 2 mũ 1006 trừ đi 2 mũ 1006 nhân với y, người ta dừng lại. Rồi tiếp theo các em xử lý cái chỗ này, xử lý xem nó là cái gì vậy đấy. Y mũ 2013 nhé, thì bằng y bình phương lũy thừa là cái chỗ này là 1006 nhân với y bình phương là trừ 1, trừ 1 mũ chặn thì thành ra là 1. Như vậy kết quả này là y. Rồi các em hiểu chưa? Rồi ta xử lý cái biểu thức tiếp theo là 1 chia cho y mũ 2013 bằng 1 phần y. Mà muốn xử lý, muốn rút gọn cái 1 phần y thì ta nhân với liên hợp, lượng liên hợp của nó để trừ y. Nhân lượng liên hợp phải trừ y. Kết quả đây là trừ y các em. Bởi vì đây dưới mẫu là trừ y bình phương, kết quả là số 1. Rồi bây giờ ta mới gắn cho cái biểu thức kia xem. Như vậy thì cái biểu thức là y mũ 2013 trừ đi 1 phần y mũ 2013. Tất cả mũ 2 bằng cái gì này? Cái chỗ này là bằng y. Với cái biểu thức này là bằng trừ y này, như vậy là cộng với y mũ 2 bằng là 2y mũ 2 nhé. 2y mũ 2, 2y mũ 2 thì bằng 2y tất cả mũ 2 bên ngoài là 4y bình phương, như vậy là trừ 4. Tới đây ta thế vào đề bài, dẹp bằng cái biểu thức đầu này, nó số nó hơi dài này, trừ 2 mũ 1006 trừ 2 mũ 1006 nhân với y cộng với, thôi thì xử lý cái 1 trên 2y này luôn, là 1 trên 2 chỗ này là y, ta nhân từ mẫu trừ y, đây là trừ y, rồi nhân với chỗ này là trừ 4. Rồi các em hiểu chưa? Kết quả này, cái phần thực của ta y nhân với trừ y là trừ y bình phương, trừ y bình phương là trừ y bình phương là 1. Như vậy chỗ này là 4y là trừ 2 mũ 1006, thì ghi lại là trừ 2 mũ 1006 nhân với y, trừ với trừ là dấu cộng, cộng với 4y. Ta ghi thêm một bước nữa cho nó đẹp, trừ đi 2 mũ 1006 cộng với 4, trừ đi 2 mũ 1006 kể đến y. Từ đây ta có phần thực, phần thực là trừ 2 mũ
1006. Còn phần ảo 4 trừ đi 2 cũng 1006. Rồi ta qua bài bài số 5. Z bằng 1 cộng với y chia cho 1 trừ đi y lũy thừa 33 cộng với 1 trừ đi y lũy thừa 20 cộng với 2 cộng với 3y. Tất cả ta nhân với 2 trừ đi 3y cộng với 1 chia cho y mũ 2017. Và bây giờ các em xem bài này. Thì bài này số 5 này cũng tương tự như bài số 4. Nó là tổng của nhiều cái biểu thức nó hơi phức tạp. Để giải quyết tìm được cái Z này, người ta phải xử lý từng cái một. Thì muốn rút gọn được cái lũy thừa 3 này, đầu tiên thì xử lý cái đống bên trong thôi đã. 1 cộng với y chia cho 1 trừ y. Ta nhân tử ở 1 với 1 cộng y, đây là 1 trừ y nhân với 1 cộng với y. Ta phá ngoặc ra là 1 cộng với 2y cộng với y bình phương. A trừ b nhân với a cộng b là 1 bình phương trừ đi y bình phương. Y bình phương là trừ 1, như vậy đây là 1 là mất, đúng không em? Còn lại là 2y. Dưới mẫu là số 2, kết quả là y. À, như vậy bên trong nó phức tạp như vậy, hóa là chữ y nhé. Từ đây ta suy ra cái biểu thức này này. 1 cộng với y chia cho 1 trừ đi y lũy thừa 33 chính là y lũy thừa 33, mà y lũy thừa 33 chính là y bình phương lũy thừa 16 nhân với y. Y bình phương là 1, 1 lũy thừa 16 vẫn là 1, kết quả là y. Đó, cảm thấy chưa? Biểu thức rất phức tạp, cuối cùng ta rút gọn ra rất là ngắn gọn. Rồi ta xử lý biểu thức thứ hai, 1 trừ đi y lũy thừa 20. Ta cũng tách từ từ kìa. Ta tách là 1 trừ y lũy thừa 2. Rồi tất cả cái này nhé, lũy thừa số 10. Ta ghi lại là 1 trừ y 2y cộng y bình phương tất cả lũy thừa 10. Y bình phương là trừ 1 trừ 1 cộng mất. Như vậy ta được là trừ 2y lũy thừa 10 bằng trừ 2 lũy thừa 10 nhân với y lũy thừa 10. Y lũy thừa 10 là y mũ thừa 2 tất cả lũy thừa 5. Y lũy thừa 2 là trừ 1, trừ 1 lũy thừa 5 là rút trừ. Trừ 2 lũy thừa 10 là 2 lũy thừa 10. Rồi ta xong cái chỗ này. Cái biểu thức tiếp theo này các em chỉ việc là phá ngoặc thôi. 2 cộng với 3y nhân với 2 trừ 3y. Các em thấy ngay đây là hàm biểu thức a bình trừ b bình. 2 bình trừ đi 3 bình phương y bình phương bằng 4 cộng với 9. 4 cộng với 9 là số 13. Cuối cùng ta xử lý là 1 chia cho y lũy thừa 2017. Y lũy thừa 2017 ta tách là y bình phương lũy thừa 1008 nhân với y. Em hiểu chưa? Y bình phương là trừ 1 trừ 1 lũy thừa chẵn bằng 1. Như vậy là 1 phần y. Ta nhân tử ở mẫu với trừ y. Thì đây là y nhân với trừ y, kết quả là trừ y. Rồi kèm cuối cùng là gắn vào cái Z. Biểu thức đầu chính là chữ y. Biểu thức thứ hai đó là trừ y 2 mũ 10. Biểu thức thứ ba đây đó là 13 cộng với số 13. Biểu thức số 4 là trừ đi y. Cuối cùng kết quả là bằng 13 trừ đi 2 lũy thừa 10. 2 lũy thừa 10 là số cũng nhỏ, thành ra ta bấm máy 2 lũy thừa 10. Ta tính được là 1011. 1011.
Từ đây ta kết luận là phần thực. Phần thực là 1011, còn phần ảo là 0. À, thầy quên cái chỗ này là ghi dấu trừ em. Đây là dấu trừ. Ta qua câu số 6. Z bằng 1 cộng với 1 cộng với y cộng với 1 cộng với y bình phương cộng chấm 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 chấm, cộng với đây là 1 cộng với y lũy thừa 40. Lời các em xem biểu thức số 6 này có cái gì đặc biệt. Ta thấy số 6 nó bằng số trước nhân với một cái lượng là 1 cộng y. Vì vậy ta thấy ngay đây là cấp số nhân đấy. Ta nói cái này là z là tổng. Các em xem đây là tổng bao nhiêu số hạng của cấp số nhân. Ở đây ta coi là lũy thừa 1. Từ 1 đến 40 là 40 số. Ở đây số 1 ta phải hiểu coi như là tạm hiểu là 1 cộng y mũ 0 thôi. 0 tới từ 0 đến 40 là 41 số. Như vậy ta nói Z là tổng 41 số hạng của một cấp số nhân. Cấp số nhân có U1 bằng là 1, công bội Q bằng 1 cộng với Y. Ở đây thì khỏi ngoặc cũng được, đây là 1 cộng Y. Thì mình nhắc sơ các em về lý thuyết về cái cấp số nhân. Ví dụ cái dãy số như thế này gọi cấp số nhân này. 2 rồi mà 2 mũ 2 rồi 2 mũ 3 rồi 2 mũ 4,2 mũ 5. Dãy số này gọi là cấp số nhân bởi vì mỗi số đứng sau bằng số đứng trước nhân với một số không đổi là số 2. Thì cấp số nhân ta lưu ý này, cái tổng SN của nó là bằng U1 cộng với U2 cộng chấm chấm cộng UN. Tổng này gọi là tổng N số hạng đầu của cấp số nhân. Công thức là U1 1 trừ Q mũ N trên 1 trừ Q, hiểu chưa? Thì trở về bài toán này, Z là tổng 41 số hạng. Như vậy ta có Z bằng S41. Công thức là U1 1 trừ Q mũ 41 chia cho 1 trừ Q. U1 là số 1, 1 trừ đi Q là 1 cộng với Y. 1 cộng với Y nhé, lũy thừa 41 chia cho 1 trừ đi, đây là 1 trừ Y. Các em hiểu chưa? Cuối cùng ta lại đưa về bài toán tìm cái tổng 1 cộng với Y lũy thừa 41 thôi các em. Chứ còn ta phá ngoặc cái đây thì coi là mẫu số là Y rồi. Bây giờ các em xem là cái tổng cái biểu thức 1 cộng với y lũy thừa 41 bằng gì? 1 cộng y lũy thừa 41 thì bằng 1 cộng với y lũy thừa 2, tất cả lũy thừa 20 đấy, nhân với đây là 1 cộng với y. Các em hiểu chưa? 1 cộng y lũy thừa 20 thì bằng là 1 cộng với 2y cộng với y bình phương tất cả lũy thừa 20. Y bình phương là trừ 1 cộng với 1 là mất. Như vậy ta được cái chỗ này là 2y tất cả 2 lũy thừa 20 nhân 1 cộng với y. 2y tất cả lũy thừa 20 bằng 2 mũ 20 nhân với y mũ 20. Y mũ 20 thôi thì ghi lại là y bình phương tất cả lũy thừa 10 nhân đây là 1 cộng với y. Y bình phương là trừ 1 lũy thừa 10 là 1. Như vậy ta còn lại là bằng 2 mũ 10 cộng với 2 mũ 10 nhân với y. Thôi các em hiểu chưa? Rồi bây giờ ta mới rút gọn cái biểu thức Z. Z bằng số 1 ta giữ nguyên nhé.
Tôi đang thế vào đây. Trừ đi 2 mũ 10 trừ đi 2 mũ 10 nhân với y chia cho mẫu số là chữ y. Ta nhân tử vào mẫu với chữ y. Ta nhân tử vào mẫu với chữ y. Kết quả xem bằng cái điều gì này. Y nhân với chữ y là chữ y bình phương là 1, như vậy ta phải y đúng không? Ta nhân phân phối vào đây. Ta được là 1 trừ đi 2 mũ 10 nhân với trừ y. Trừ nhân trừ là cộng. Cộng với 2 mũ 10 nhân với y bình phương. Như vậy ta được cái phần thực là đây là trừ 2 mũ 10. Ta đổi dấu vào bên trong. 2 mũ 10 trừ đi 1 nhân với y. Các em bấm máy số này này. Hai mũ mười được tính được bằng 1024 bằng trừ 1024 cộng với 1023 y. Từ đây ta kết luận như sau là phần thực. Phần thực là trừ 1024. Còn phần ảo là 1023. Như vậy là tiết đầu tiên hôm nay đến đây là xong. Các em ôn về cách phép toán về số phức. Tiết 2 sắp tới thầy sẽ sửa các em về cái dạng bài toán tìm z. Thầy chào tất cả các em.